đổ xe không đúng nơi quy định, đổ xe gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của những người khác luôn là chủ đề nhận được rất nhiều quan tâm của số đông. Câu chuyện chẳng của riêng ai này mới đây lại tiếp tục được khơi màu trên mạng xã hội bắt đầu từ bức hình chụp một chiếc xe ô tô con màu đen. Chẳng là chủ nhân chiếc ô tô này đã vô tư đổ xe ngay trước cửa một ngôi nhà rồi rời đi. Vì quá bức xúc với hành vi đổ xe kém duyên, chủ nhà đã ra tay trừng trị bằng ba tờ giấy dán ở kính trước. đổ xe trước của nhà người khác, chủ xe nhận ngay ba tờ giấy nhắc dán trên kính trước. Nguồn ảnh tốt. Oh. Khi quay trở lại, đọc nội dung viết trên ba tờ giấy này, chủ xe hẳn sẽ phải ngượng chính mặt. Hy vọng rằng chủ xe sẽ nhớ tới câu chuyện này mà rút kinh nghiệm ở những lần sau. Nội dung viết trên ba tờ giấy. Cấm đổ xe trước cửa nhà bà khi bà không cho phép. Sống cho đúng đi nhà người ta bán hàng chứ không phải nơi đổ xe công cộng. Người ta nhắc thì phải đồng ý chứ đồ vô duyên.